Thưa quý vị, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, vụ việc Việt Á càng ngày nó càng lòi ra nhiều cái tình tiết được cho là vui vẻ. Bởi vì chủ nhiệm đề tài nghiên cứu Tết Kiếp của Học viện Quân y mới đây nhất đã lên tiếng thành mình về cái quá trình nghiên cứu khoa học. Đồng thời, ông chủ đề tài của Học viện Quân y đã phủ nhận cái việc liên quan tới quá trình sản xuất và phân phối kit test của công ty Việt Á. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, có nghĩa là Học viện Quân y phủi tay không liên quan và họ không biết gì về cái việc sản phẩm cũng như việc kinh doanh kit test của công ty Việt Á, mà họ, tức Học viện Quân y, chỉ biết làm khoa học mà thôi. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, từ thông tin báo chí có thể thấy mấy cái vấn đề nghi vấn đối với Học viện Quân y mà phải đặt các cái câu hỏi. Thứ nhất, đây là một đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị hợp đồng xấp xỉ 19 tỷ đồng do Bộ Khoa học Công nghệ giao cho Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á để nghiên cứu sản xuất, chế tạo và những cái công việc sau đó. Nhưng kể từ cái lúc Học viện Quân y nhận đề tài vào tháng 2 năm 2020 cho tới ngày 4 tháng 3 năm 2020, một cái điều kỳ lạ đó là sản phẩm kit test của Việt Á đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Như vậy, chỉ cần mất tối đa trong một cái thời gian chỉ hơn một tháng mà đề tài nghiên cứu khoa học 19 tỷ đã được các cái thầy trò ở Học viện Quân y hoàn thành thành công trong cái thời gian không thể tưởng tượng được, quả làm cái điều thật là xuất sắc. Trong một tháng mà Học viện Quân y làm thêm được 19 tỷ đồng, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, điều đó cho thấy Học viện Quân y kiếm tiền còn nhanh hơn buôn ma túy. Và nhiều người đã sử dụng mạng xã hội đánh giá cũng như share cho nhau một cái báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia liên quan tới cái kit test xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo đó, Bộ Khoa học Công nghệ đã chi cho Học viện Quân y và công ty Việt Á 19 tỷ để nghiên cứu chế tạo một cái bộ sinh phẩm kit test để phát hiện virus corona chủng mới, rồi tổ chức nghiệm thu chuyển giao cho Bộ Y tế để Bộ Y tế trên cơ sở đó cấp giấy phép cũng như định giá. Có một cái điểm thú vị là Học viện Quân y lui về phía sau mà họ không thèm nhận bất kỳ một cái thành tích nào. Vậy mà kết quả nghiên cứu khoa học đó đã giao cho công ty Việt Á sử dụng toàn bộ để kinh doanh. Thậm chí ông Nguyễn Phú Trọng còn ký một cái quyết định trao huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á mà theo đánh giá của hội đồng khen thưởng, vì sản phẩm trên liên quan tới vấn đề khoa học cũng như chính trị. Đó là lý do vì sao mà công ty Việt Á trong cái thời gian hơn một tháng đã thu về 4.000 tỷ. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, nếu như không có đại dịch Covid-19 thì chắc khó có cơ hội để nhìn thấy bóng dáng của Học viện Quân y. Và rõ ràng sau khi vụ bê bối công ty Việt Á, người ta đã thấy thấp thoáng phía sau. Học viện Quân y có một số công trình nghiên cứu và bây giờ có một công trình là một cái điều bê bối. Và đại dịch Covid-19 không chỉ nâng cao vai trò và vị thế của các nhà khoa học ở Việt Nam và các nhà khoa học của Học viện Quân y, người ta đã mở rộng hoạt động liên doanh liên kết với các cái doanh nghiệp tư nhân để nghiên cứu xét nghiệm Covid-19. Ngoài ra, Học viện Quân y còn đứng trong một cái liên danh với cái công ty Nanogen để nghiên cứu vaccine nội địa Nanocovax. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, bây giờ các bạn cứ sử dụng Google để tìm hiểu những cái thông tin liên quan tới công ty Nanocovax rồi đối chiếu chung với nhau thì quý vị sẽ thấy rất nhiều yếu tố đáng suy nghĩ. Một cái vấn đề nghi vấn theo tiến sĩ Dương Quốc Chính đưa ra đó là quy trình cấp phép của các cơ quan chức năng nhà nước không bao giờ nó nhanh như thế được, chỉ trong thời gian 1-2 ngày mà Bộ Y tế đã nhanh chóng cấp phép cũng như số đăng ký cho cái sản phẩm kit test xét nghiệm của công ty Việt Á là một cái điều không thể, bởi vì thời gian chờ thử nghiệm cũng mất cả một tháng. Một cái điều đáng nói đó là vào cái thời điểm cho tới ngày 4 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam lúc đó chỉ có 16 ca dương tính và ca đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 2020, thì tháng 2, Học viện Quân y mới được nhận một cái đề tài khoa học.
Vậy mà chủ nhiệm đề tài khoa học tiến sĩ Hồ Hành Sơn nói, Học viện Quân y đã tiến hành nghiên cứu từ rất lâu trước khi nhận đề tài. Nhưng với cái mốc thời gian trên, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, chắc chắn nhóm nghiên cứu không thể nghiên cứu trước ngày 23 tháng 1. Bởi vì ca đầu tiên người ta phát hiện có bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngày 23 tháng 1 giống nhau. Tức là quá trình nghiên cứu để ra được giấy phép của Bộ Y tế cũng chỉ loanh quanh trong vòng một tháng mà thôi. Và họ cũng chỉ dùng được cái mẫu bệnh phẩm nếu có được xét nghiệm trên 16 ca đang điều trị lúc đó để họ thử nghiệm. Chưa hết thưa quý vị, một cái vấn đề tiếp theo là đề tài nghiên cứu khoa học dùng cái số tiền ngân sách 19 tỷ đồng tại sao lại chuyển cho một công ty tư nhân để sau đó họ thương mại hóa bán với một cái giá cắt cổ gấp 10 giá thị trường quốc tế. Và đó là lý do thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, những cái điều vừa kể nó biểu hiện của một cái chuyện gọi là tham nhũng chính sách. Đó là nhân danh sản phẩm của Việt Nam để rồi thổi giá. Đó là lý do test kit của công ty Việt Á có giá thuộc loại cao nhất trong cái kit test xét nghiệm đang lưu hành trong cái thời gian gần 2 năm trở lại đây. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao công ty Việt Á mà không phải là một công ty của nhà nước để đứng ra làm những cái công việc dễ dàng với một cái vốn đầu tư chỉ có một cái căn phòng 10 mét vuông bẩn thỉu như một quán ăn. Và điều đó có thể làm giảm chi phí tối đa những cái sinh phẩm y tế để phục vụ cho nhân dân. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy Học viện Quân y có thực sự họ không biết gì về cái việc sản xuất cũng như phân phối kit test của công ty Việt Á hay không? Và câu trả lời chắc chắn là không. Học viện Quân y phải biết bởi vì họ mất công nghiên cứu trong cái vai trò họ là chủ nhiệm đề tài. Chẳng có ai dạy gì mà lại hồn nhiên để một cái thằng hỗ trợ nghiên cứu vụ. Trong khi đó thành phần tham gia của công ty Việt Á trong cái dự án vừa kể chỉ có 4 người. Vậy mà khi công ty Việt Á đem ra thương mại hóa chất xám của các giáo sư tiến sĩ Học viện Quân y, tại sao Học viện Quân y không thu tiền bản quyền mà lại nhượng cho công ty Việt Á một cách vô điều kiện như vậy? Đó là chưa kể tới cái việc nếu như Học viện Quân y không thu tiền bản quyền thì nhà nước, tức Bộ Khoa học Công nghệ phải thu tiền bản quyền từ Việt Á vì đây làm cái dự án dùng vốn 19 tỷ của ngân sách để nghiên cứu. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, từ các cái câu hỏi vừa đặt ra kể trên kết hợp với những cái thông tin về cái quy mô sản xuất, không nói tới cái diện tích của xưởng chỉ nhìn hơn 10 mét vuông chút xíu, nhưng với một cái năng suất siêu nhanh thì chúng ta hoàn toàn có quyền suy đoán kể cả cái đề tài nghiên cứu khoa học này của Học viện Quân y là một cái công trình nghiên cứu bịa với cái mục đích để đẽo 19 tỷ đồng ngân sách và chia trác cho nhau. Bởi vì làm gì có tiến sĩ nào giỏi đến cái mức nghiên cứu kit test xét nghiệm trong vòng một tháng kể cả thời gian chép đề và chấm bài. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, khả năng là toàn bộ đề tài nghiên cứu khoa học này là do Trung Quốc cung cấp, rồi sau đó sản phẩm đó được thương mại hóa y chang, và đó là lý do có thể kết luận một cách chắc chắn rằng người ta đã nhập nguyên liệu từ Trung Quốc về rồi pha chế dán tem và cuối cùng là hồi biến trở thành sản phẩm made in Việt Nam. Đó là lý do chúng ta có thể có quyền dự đoán những điều vừa kể, bởi vì đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019 và chắc chắn Trung Quốc đã làm ra những cái kit test đầu tiên của thế giới. Phải như vậy thì người ta, tức Trung Quốc, mới phát hiện được các cái bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, có lẽ Việt Á người ta đã ngấm ngầm liên hệ với Trung Quốc để người ta nhập nguyên cái đề tài nghiên cứu khoa học của Trung Quốc này về cùng với các cái nguyên vật liệu để thương mại hóa. Đó là lý do tại sao mọi công việc của một cái gọi là đề tài khoa học nó lại diễn ra một cách chóng vánh như chảo chớp như quý vị đã thấy. Và thưa quý vị, chính vì sự thiếu minh bạch về nguồn gốc nghiên cứu, đó là lý do Tổ chức Y tế Thế giới không thể phê chuẩn test kit của Việt Á. Nhưng với một cái tầm nhìn xa là đại dịch COVID-19 sẽ bùng phát trên diện rộng, nên ở điểm này phải thừa nhận
khi cặp mắt tình thường của ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, đã dám đầu tư vào cái kênh bạc tít két này bằng cách chạy hết thủ tục, lobby toàn bộ các cơ quan chức năng. Đồng thời, lập tức ở trong đảng đã xuất hiện một cái nhóm lợi ích đạo diễn toàn bộ tất cả những cái công việc, bắt đầu từ công việc nghiên cứu khoa học, chạy cửa Viện Vệ sinh Dịch tễ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nội vụ, với cái mục tiêu của họ là tạo niềm tin cho khách hàng. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, đề tài nghiên cứu khoa học của Học viện Quân y làm thực chất đó là người ta mua 100% dưới dạng mã nguồn mở, tức là nghiên cứu của Trung Quốc đã dựa trên một cái nền tảng đã có sẵn, đại khái như công ty Bercap của Quảng Nội thiết kế hệ điều hành Bphone dựa trên mã nguồn mở của Android mà thôi. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, những điều vừa kể là tôi, tức tác giả Dương Quốc Chính, đã sâu chuỗi và suy đoán nên chưa chắc đã chính xác 100%. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khi họ có thừa nguồn lực để điều tra xem đúng hay không, trước mắt bây giờ cần phải làm rõ ai đang sở hữu 80% cổ phần của Việt Á thì sẽ biết ai đứng sau vụ này và là kẻ trùm cuối. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, tôi đoán rằng 80% cổ phần còn lại trong công ty Việt Á có thể chia sẻ cho Học viện Quân y, cho Bộ Y tế, cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Đó là các cái lãnh đạo liên quan và một vài bác nào đó trong Bộ Chính trị. Thậm chí tác giả gốc của đề tài khoa học ở bên Trung Quốc cũng có cổ phần trong cái thương vụ này. Tại sao lại nói như vậy? Vì theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, một cái thành phần lộ mặt bây giờ, họ chỉ nắm giữ 20% cổ phần thôi, nhưng bây giờ bị các bên liên quan đổ hết tội trò. Với một doanh số khổng lồ 4.000 tỷ đồng trong cái thời gian khoảng hơn một tháng, dự tính tối thiểu cũng phải có lợi nhuận khoảng gần 2.000 tỷ đồng. Vậy 800 tỷ đồng lại quả kia bây giờ là của những ai? Và tiếp theo đồng chí nào sẽ bị lôi ra ánh sáng? Đồng chí nào sẽ được núp để tiếp tục thương thuyết những chuyện lớn hơn? Và đó là lý do dư luận xã hội cho rằng Quốc hội cần phải thành lập ngay một cái ủy ban lâm thời để điều tra, kể cả đối chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Lý do tại sao năm 2020, chính phủ của ông Phạm Minh Chính có những cái biểu hiện cố gắng làm chậm cái kế hoạch nhập khẩu vaccine, và điều đó nó liên quan gì tới cái bê bối của những công ty tương tự như công ty Việt Á trong cái lĩnh vực vaccine hay không? Mà theo nhà báo Huy Đức, mở rộng điều tra vụ Việt Á bây giờ là một cái vấn đề cần thiết, nhưng một cái công việc cần thiết hơn cần phải đánh giá lại cái công cuộc chống tham nhũng trong 6 năm qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo nhà báo Huy Đức rõ ràng, kể từ khi chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời, chưa có một cái giai đoạn nào mà các cơ quan chức tham nhũng lại bị bỏ tù với số lượng nhiều như vậy. Theo nhà báo Huy Đức, tại sao còng số 8 chẳng có cái tác dụng răn đè gì với các cơ quan chức hiện nay? Và sau những lời kêu gọi tu dưỡng đạo đức cá nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các quan chức vẫn thản nhiên ăn 20% tiền lãi quả giữa khi dịch bệnh đã cướp đi hàng chục nghìn sinh mệnh của người dân. Mà theo nhà báo Huy Đức, chẳng qua là đen thôi, chứ còn các quan chức nào còn đỏ thì ông Trọng cũng hãy quên đi. Thưa quý vị, có một điều kỳ lạ, khi Trương Tấn Sang còn bắt tay chặt chẽ liên kết với Nguyễn Phú Trọng thì Huy Đức hết lời ca ngợi Tổng Bí thư. Bây giờ Huy Đức lại quay ra chỉ trích Tổng Bí thư. Điều đó nó có liên quan gì hay không? Mà quý vị cần phải nhớ rằng Huy Đức làm cây bút tín hiệu. Điều đó nó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang bị những sức ép trong đảng rất mạnh mẽ đe dọa tới cái sự nghiệp chính trị của ông này. Vẫn theo nhà báo Huy Đức, chuyện ông chủ Việt Á, một người được nhận huân trường, và nếu như không đổ vỡ thì việc bê bối vừa qua thì rất có thể Phan Quốc Việt, ông chủ của Việt Á, còn kiếm được cả danh hiệu anh hùng lao động. Theo nhà báo Huy Đức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải nhớ rằng muốn chống tham nhũng thì cần phải có sức mạnh của cả thể chế, chứ không phải Ông Trọng cứ dựa vào ý chí cá nhân và suy nghĩ tồi tàn của ông. Rồi ông đề ra các tấm gương nọ, những cái tấm gương kia mà các thành tiếu chống tham nhũng đang tạm thời khi trao quá nhiều quyền lực cho cơ quan phòng chống tham nhũng do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.
thì ông Trạng đã quên mất rằng quyền lực luôn luôn có khuynh hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì dẫn tới tha hóa tuyệt đối. Với cái câu hỏi đặt ra là liệu có bao nhiêu quan chức trong hệ thống chính quyền Việt Nam hiện nay, đặc biệt những cái người nắm quyền chống tham nhũng có trong sạch hơn các quan chức tham nhũng hay không, và những cái kẻ tin rằng không chỉ ghế mà ngay cả sự an toàn bây giờ cũng có thể mua được bằng tiền, thì với bọn họ tiền nhiều làm được nhiều thứ lắm, chứ chẳng phải cái lối suy nghĩ của ông Trọng cho rằng tiền nhiều để làm gì. Và nhà báo Huy Đức cho rằng chính trị tham nhũng là một câu chuyện cần thiết, nhưng cách làm hiện nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó chỉ có tác dụng ngắn hạn mà thôi. Theo nhà báo Huy Đức, ông Trọng muốn chống tham nhũng hiệu quả và bền vững, và để đạt được một cái di sản chính trị của mình thì ông phải lập tức cải cách. Với cái cách thức tổ chức nhà nước hiện nay chỉ củng cố về mặt pháp trị chứ không thể tiến tới một cái nhà nước pháp quyền, và bộ máy tư pháp chẳng qua chỉ làm cái công cụ đắc lực trong cái vai trò bắt bớ chứ không phải là nơi duy trì công lý như đúng ý nghĩa của nó. Thưa quý vị còn nhớ vị thời Chu Tấn Sang mà còn liên minh chặt chẽ với ông Nguyễn Phú Trọng để chống Nguyễn Tân Dũng, thì tất cả những cái bài viết của nhà báo Huy Đức luôn luôn đả phá những người được cho là đối lập với Nguyễn Phú Trọng. Và cho đến bây giờ, thưa quý vị, cuộc đời nó là như vậy. Đó là lý do người ta nói Huy Đức làm con điếm chính trị và làm cái công cụ của các thế lực chính trị mà thôi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.